Mấy anh em còn đi lại tới cái bãi đá rồi nè, nhưng một mà con nè, phát hiện con cua, phát hiện cái hang. Thấy không? Thấy không? Ừ. Ở đây hai con luôn. Ừ, hai con bánh ký luôn. Một cặp luôn. Đây nè nè. Quá bự. Ừ. Mọi người thấy không? Hai con cua lắm lem luôn phải không? Ô. Trời ơi. Rõ ràng con đi nhìn thấy rồi. Nhìn thấy nè. Điện thoại vô. Nó làm đó. Đó. Đưa cái càng bánh ký thấy không? Nó. Nè. Ê. Lấm lấm lấm. Anh thấy cái càng đó không? Nè mọi người thấy càng được. Hai cái càng luôn á. Tôi được cái càng đó ao rồi, người thấy không? Hai càng làm hai bên đó. Nhưng mà không biết sao bắt đây nè, cái điện thoại đưa vô tới đây nè. Giờ nghĩ mà thì thật là nãy giờ nó đi lấy cái cây để làm cái rồi. Trời ơi. Đây nè mọi người. Thấy chưa? Em mới về làng rồi nè. Hết biết. Vô biết vô chân nha. Bắt lên nó chạy xuống. Khổng lồ luôn. Hồi nãy giờ mấy anh em công đi rồi đó. Bắt luôn hả? Tommy. Nè, mấy anh em công đi cua luôn rồi. Mấy anh em công đi con nữa. Đặt xong rồi hai con luôn. Hai con luôn. Đặt xong rồi bây giờ mấy anh em công lại đây chỗ này nè. Có con lại không? Em có phát hiện hang không? Hang con là như mọi người. Thì cái hang á thật nó mồi không cái hang đó. Có hai con cua luôn rồi. Bốn cái bọc kim nó lại. Rồi đó có cái hang đó, có cái hang này em thấy mới. Mình đi tiếp mọi người. Hang nó nghi ngờ thôi chứ nhìn nó không thấy dấu. Nhìn nghi ngờ nó thôi chứ nó không thấy dấu. Hang ở trong kia chứ không phải hang ở đây. Hang vô trong kia rồi mới thấy được. Không có thì quay tiếp cho mọi người xem mọi người. Hang hai con rồi. Chăm chăm. Dạ. Cặp luôn á. Không phải đi thẳng luôn, ok, đừng có đi trọt xuống là được. Chỗ nhau kìa. Dẹp vô hàng. Mày nhỏ vô trong vườn cho bác. Trời ơi, thôi xong rồi anh ơi. Quá xong rồi. Không xong rồi, không ăn được rồi. Mình đi hang khác mọi người. Hang này sâu lắm, không có được. Mấy anh em còn đi lại tới cái bãi đá rồi. Nhưng một con nè. Phát hiện con cua, phát hiện cái hang. Thấy không, thấy không? Ừ. Ở đây hai con luôn. Ừ, hai con bánh ký luôn. Một cặp luôn. Đây nè, quá bự. Mọi người thấy không? Hai con cua lắm lem luôn phải không? Trời ơi. Rõ ràng con đi nhìn thấy rồi. Cua trong này cái hang càng đã không? Người nhìn thấy không? Ôi ôi. Một con. Dích lên. Ở trong hang nó lắm lem mọi người. À cho biết, cho biết. Ăn cắt. Bô bô. Bô bô. Nhìn bằng cái bô bô. Mà xuống. Quá phê. Ừ. Bò nhám banh chảnh hết trơn mà. Đây mọi người. Thấy chưa? Hai con. Lắm lem bùng sình luôn. Very good. Nhiều chăm. À, ok. Thay kia tụi tốt. Cái bãi đá này nó rộng lắm mọi người. Nhưng mà đi vô đây hả? Là mình dắt lên. Nhìn thấy dấu vô quá. Lâu rồi nước nó không có lên trên đây. Mới lên trên đây thì ok. Không lên quá tay. Mình đi về dài này. Lúc tới cái chỗ này nha mọi người. Ở trong cái hang này phát hiện một cái hang có cua ở trong đây nè. Nhưng mà thằng nó đụng rồi mà không à, con cua bành kia luôn kìa. Sâu không bắt được kìa. Đưa cái càng đó kìa. Quá trời sâu. Đấy coi. Ở đây nhìn thấy quay này. Cho mọi người xem. Nó ở trong đó luôn. Lấy cái điện thoại. Cái càng bành kia luôn thấy không? Ồ. À là đây. Đeo bờ sao. Có. Cái đèn vô không bắt được để. Cái càng nằm mấy bên này nè. Mở lắp nè. Đó, đưa cái càng bành kia thấy không?
nó nè. Ê, lấm lấm lấm. Anh thấy cái càng đó không? Nè mọi người thấy càng luôn. Hai cái càng luôn á. Cái càng đó ao rồi người thấy không? Hai càng làm hai bên đó. Nhưng mà không biết sao bắt rồi nè, cái điện thoại đưa vô tới đây nè. To lắm. Ai da, rất là khó nha, tại vì nó nằm tuốt bên trong. Hang này hang đá nãy giờ môi cũng mười mấy khúc. Nó hung dữ lắm, ở trong nó hung dữ lắm. Nó rộng quá nó hung dữ lắm. Nó thụt vô trong à. Nó ra tới đây luôn kìa. Thọt tay vô thấy đụng liền à. Nó đó. Trời ơi, cái me bơi của nó kìa. Anh kia đúng, bự lắm. Sao cái cây nó không kẹp? Sao kẹp cái xẻng. To rồi, rất là to luôn. Quan trọng lúc bắt ra bằng cái gì đây nè. Ở trong đây, mọi người thấy nè. Đá không hả? Sao mà cái xẻng nó không kẹp luôn? Hang này thấy. Mọi người thấy xung quanh này không? Nè. Toàn là đá không à. Mấy anh em không vậy? Mình xong rồi. Đó. Nhưng mà sao đó nha, sao cũng khó rồi nè. Cái cua rất là khủng luôn. Mà nó nằm trong hang, không lấy được cái này phải môi. Môi vòng vòng lấy cục đá ra mới được. Thấy nó mới bắt. Không phải thấy mà là ở trong kia nó đưa hai cái càng ở cái hang rộng quá. Giờ phải đào ra, mọi người phải lấy cái cục đá này ra. Mình bắt được nó. Xăm á. Quá khủng luôn, nằm trong đây. Đua đang. Hai người. Môi cho nó cái chân trước đi, môi cái chân cho nó trước đi chứ nó phục hiệu quá không lấy được. Ừ, cái cục nó lấy ra là mới kê cái da vô được. Cặp mé á. Ừ, nó có mấy cục đá nhỏ luôn. Nó nằm ở sâu trong hang đá, khu này toàn là đá không. Nước ít khi lên tới đây. Ở lé đé dưới đây nè. Rồi bắt đầu là mấy anh ta sẽ chui vô trong hang. Chúng ta ở vòng trong mấy hang này. Hang đá toàn là cua to không. Đó. Thấy chưa. Mày nó làm thế nào. Nó nhờ sáng cho đó luôn. Đá nữa hả. Đá không rồi ơi. Ôi, anh đã đây anh gọi cái chừng thấy nó rồi đó. Anh gọi rồi chạy đâu. Chúng ta giờ đã thấy nó rồi. Trên này còn cục đá. Ừ, sáng rồi. Cái dễ cây. Chết rồi. Rồi xong. Ơi, mất mục rồi. Mục rồi. Khả năng bắt con này chua rồi nha. Ở dưới thì đá. Để thấy nó bây giờ kia ra nó chưa được. Ây da. Còn luôn hả? Nó nằm kia à? Nó nằm kia. Nó nằm ở trên kìa, càng khổng lồ luôn á, nhìn. Mầm vậy mình sao mình chụp kìa. Thấy rồi. Nó nhìn thấy cái càng đó không? Sao bắt nó. Hết có biết con cua luôn á. Ừ. Là sao? Đưa tay vô nó kẹp. Điều mà sao bắt nha. Mà sưu ta nhanh hả? Là kia đi. Đi mà căn cho ta. Đi. Cái đi bơ xì hả? Đi ta mà căn. Con nằm trên đó. Rồi đèn vô thôi chứ là đậu đậu. Không, anh gọi cái điện thoại đứng xuống nè, anh nhìn thấy nè. Điện thoại gì vô. Nó nằm đó. Rồi đứng thôi cho nó kẹp. Đi lên nằm xuống trước sao. Sợ này. À đua anh yêu chứ. Ok, tao lên cắt. Không sao mà. Mình chào mình nè. Không kẹp cái cây, nó không chịu kẹp cái. Và cái con này chắc phải mông mười khuôn mắt luôn. Dít nó không được luôn hả? Cái khuôn mà không kẹp cái đó mà là kẹp cái tay. Kiếm cái cây cụt máu gà.
vậy mệt chút xíu mọi người, không gác máy cho thật đi kiếm đồ nghề mới bắt được nó, chứ giờ không kiếm được nghề không bắt lừa. Giờ nghĩ mệt thì thật là nãy giờ nó đi lấy cái cây để làm cái rồi. Trời ơi, đây nè mọi người, thấy chưa, em nó về làng rồi nè. Hết biết, vô biết chưa nha. Bắt lên nó chạy xuống. Ô, khổng lồ luôn. Rồi, ô, cuối cùng thì ra rồi mọi người. Đi ra. Ok, mình đi ra nước lên rồi. Tắm lại. Tôi tốt. Ok, chúng ta đi outside. Ok mọi người, giờ mấy này cũng lên đường này. Ôi, ô, cái hang. Hết biết. Này là chịu rồi, trong hang này rất là khó luôn. Thôi mình lên trên đi. Không mấy anh em đi ra ngoài mưa. Em không đi ra tới ngay chỗ quần ở đây mọi người. Thật phát hiện hang à. Giờ còn ở không thôi. Hang có biết nó còn ở không? Đúng. Đó, à, biết ngay mà. Sau này mày ai qua là cái rồi đấy. Ô, cho nó qua mà nhắn đi mà biển làm không? Ồ. Cứ nghe. Hả? Nó kẹp luôn. Ông sau này đồ già này đi. Ồ. Ok, mình đỡ nghế luôn, đỡ ao. À, vô. Buka. Đủ người ăn rồi đó. Hồi nãy giờ thành quả của mấy anh em còn được nhiều đều rồi. Nằm mình Buka Basakit. Đây. Trốn đây nè. Mấy anh em còn đi đây. Mấy anh em còn bắt hàng nãy giờ rồi mọi người. Mấy anh em còn bắt hàng rồi nãy giờ. Được 5-6 con rồi đó mọi người. Giờ rửa sạch rồi. Xong rồi dạ. Rửa sạch lên đây rồi đó mình đi thăm lợp tiếp. Xong kết thúc video đây mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Được 4-5 con. Buộc dính vô cái nhánh này.